việc sống theo bầy đàn giúp cho trâu rừng châu Phi có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên. Bầy đàn càng đông thì sự đầm tấm bảo vệ ở loài ăn cỏ này càng cao. Chúng không hề ngu ngốc như trong tưởng tượng. Ngược lại, tinh thần trách nhiệm hỗ trợ nhau trước thú săn mồi, chúng đã làm nên những thước phim kinh điển về sự nhân văn. Đàn trâu rừng này chưa tới 100 con. Chúng ngừng ăn và tập hợp lại để theo dõi một sự kiện đặc biệt. Sau 12 tháng mang thai, một con trâu cái đang lâm bồn. Ca sinh của bà mẹ này thu hút sự quan tâm rất lớn từ bầy đàn. Bên cạnh đó, ca sinh cũng thu hút rất nhanh sự tìm tới của thú ăn thịt. Do đó, trâu mẹ sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nó cần làm khô đứa nhỏ và hỗ trợ trâu con đứng vững trên bốn chân. Việc di chuyển và dừng nghỉ của bầy trâu luôn tạo ra âm thanh rất lớn trên mặt đất. Âm thanh này sẽ báo cho sư tử hoặc linh cẩu biết vị trí chính xác của bầy trâu. Rõ ràng, những trâu con là mục tiêu lý tưởng cho bất kỳ cuộc săn nào. Vì trâu con không đủ sức để di chuyển cùng với đàn, nó nhanh chóng tụt lại và rất dễ bị tổn thương. Thú săn mồi dũng mãnh như sư tử có cả cơ hội khi bắt gọn cả trâu mẹ lẫn trâu con. Với con trâu mẹ này, nó cần uống một ít nước trước khi tiếp tục dẫn con di chuyển theo đàn. Nhưng nó không hề hay biết rằng hai mẹ con của nó đã nằm trong tầm ngắm của sư tử từ rất lâu. Khi sợi dây liên kết với bầy đàn bị cắt đứt, trâu mẹ bất lực trước những kẻ săn mồi hùng mạnh. Trong khi sư tử đực dẫn dụ đối phó trâu mẹ, thì sư tử cái đã bắt được trâu con. Chúng là những kẻ săn mồi mạnh nhất đồng cỏ và vô cùng xảo huyệt. Thấy con nằm đó mà trâu mẹ không có cách nào ứng cứu, trong bắn loạn và đau xót, trâu mẹ cất lên tiếng kêu thất thanh. Nó hy vọng bầy đàn của mình sẽ nghe thấy mà mau tới ứng cứu. Lời cầu cứu của nó đã được đền đáp. Trâu đầu đàn dẫn thành viên quay ngược lại. Bầy sư tử không có thời gian kết liễu trâu con. Trâu mẹ đã nạp thẳng vào đánh bay chúng đi. Rất may mắn là trâu con chưa bị ngạt thở. Nó dần dần hồi phục và chạy về phía đàn của mình. Với những con quái thú này, thứ gì mới có thể làm cho chúng sợ? Đồng cỏ châu Phi rộng lớn là vậy, nhưng mỗi nơi lại luôn có một đàn sư tử ngự trị. Lãnh thổ của chúng không rộng lớn như các loài báu, nhưng nơi chúng ở luôn tập trung vô số thú ăn cỏ. Có thể xem lãnh địa của một bầy đàn sư tử rất dồi dào thức ăn. Còn nói về việc sợ, thì chúng chỉ sợ một thứ duy nhất, đó chính là đồng loại của chúng. Bạo lực sẽ áp chế bạo lực. Những con mèo lớn này sẵn sàng ra tay triệt hạ lẫn nhau. Giành quyền thống trị và bảo vệ lãnh thổ không bao giờ tránh khỏi những cuộc chiến nội bộ khốc liệt. Cảnh tượng hải hùng của một cự vương. Những vết thương sâu đang dần tước đi sự sống của nó. Sức tàn lực kiệt, nó bị đánh bại trên chính lãnh địa của mình. Đối thủ của nó chính là liên minh bốn mãnh sư này. Một chọi bốn, với cái nhìn khách quan thì đó là sự bất công. Nhưng với những con quái thú này, đó là sự trừng phạt thích đáng. Không có sự thương hại nào ở đây cả. Tiêu diệt lãnh chúa, chúng sẽ có tất cả. Sẽ có lãnh thổ rộng lớn, dồi dào thức ăn. Sẽ có sự phục vụ của rất nhiều sư tử cái. Đặc biệt, sẽ có những thế hệ sư tử con khỏe mạnh nhất. Những thế hệ sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy sự tàn bạo. Việc kích liễu cựu vương chỉ còn là vấn đề thời gian. Đã đến lúc chấm dứt sự cai trị cũ kỹ này. Bạo lực mới lại lên ngôi. Chúng sẽ mạnh hơn và làm tốt hơn công việc mở rộng lãnh địa. Tất cả muôn thú phải dè chừng trước sức mạnh to lớn này. Với sư tử,
lên cẩu chính là sự phiền toái lớn nhất. Những gã đồ tể của Thảo Nguyên không ngần ngại càn quét qua địa bàn của sư tử. Thậm chí, chúng đủ bản lĩnh là kẻ duy nhất cướp con mồi của mãnh sư. Rốt cuộc, thì linh cẩu liều đến mức nào? Linh cẩu không đơn giản là một loài thú ăn xác thối. Chúng được biết đến là những tay thợ săn đáng gờm của Thảo Nguyên. Sống theo bầy đàn đông đúc, đòi hỏi chúng phải tận thu mọi thứ. Không có miếng thịt mẫu xương nào là bỏ phí. Để có một nguồn thức ăn khổng lồ, những kẻ tham lam này làm đủ mọi cách. Chúng theo dõi kèn kèn tìm đến xác thối. Chúng đi săn những con thú ăn cỏ già yếu. Đặc biệt, chúng là những kẻ cướp bóc thức ăn từ tất cả thú săn mồi khác. Sự cướp bóc nổi tiếng nhất chính là cướp mồi của vua đồng cỏ sư tử. Nên trong mắt sư tử, chúng là cái gai nhức nhối cần loại bỏ. Một con linh cẩu trinh sát sẽ luôn tìm cách len lỏi vào lãnh địa đi săn của sư tử. Dù bị mãnh sư đuổi đi, nhưng nó biết rõ thời điểm và kết quả cuộc săn của sư tử, chỉ chờ cho sư tử hạ gục con mồi. Mổ thịt thì linh cẩu đã kéo quân tới liền. Với quân số áp đảo, không có lý do gì chúng phải sợ. Sư tử cái bị đánh bay khỏi bữa ăn. Đó là liều lĩnh đầu tiên của linh cẩu. Ngay lúc này, sư tử phải cần đến sức mạnh của bầy đàn. Điều quan trọng nhất là sư tử đực phải ra mặt. Chúng chiến đấu không chỉ vì danh dự mà còn vì miếng ăn nuôi sống bầy đàn. Khi đối diện với sức mạnh tập thể của mãnh sư, không có bất kỳ bầy đàn nào chiến đấu lại. Thế trận hùng hổ của linh cẩu bị đập nát vụn vỡ. Nhưng chúng không bao giờ có ý định rời đi. Đó là sự liều lĩnh thứ hai. Chúng tản ra lãng vãng ở khu vực săn để tìm kiếm cơ hội. Và có kẻ phải bỏ mạng. Rốt cuộc, sự tàn bạo của những con quái thú này đến từ đâu? Trước tiên, hãy nói một cách công bằng, những đứa nhỏ ngây thơ này vô tội. Chúng sẽ bắt đầu làm quen và nhồi nhét sự tàn bạo một cách từ từ. Bởi để sống được với thế giới ngoài kia, thiếu tàn bạo đồng nghĩa chúng sẽ không thể tồn tại. Tuy nhiên, cũng có những đứa nhỏ chưa kịp tàn bạo đã trở thành bữa ăn ngon của kẻ khác. Báo Hoa Mai và Lên Cẩu là hai mãnh thú chuyên săn sư tử côn. Nhưng gần một nửa sư tử côn không thể sống sót qua một tuổi còn do một kẻ khác. Đó chính là sư tử đực. Với đám nhỏ này, chúng thật may mắn khi kẻ tìm đến là một con sư tử cái. Con sư tử cái này bị sư tử mẹ răng đe ngay từ đầu. Có vẻ như chúng đã nhận ra nhau, đều là thành viên trong một đàn. Nhưng việc sư tử con tiếp cận với một thành viên trưởng thành là điều không nên. Bởi những kẻ này đã mang trong mình dòng máu và tư tưởng tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Con sư tử cái này không được chào đón ở đây. Khi sư tử con đủ cứng cáp, chúng sẽ bước vào cuộc sống của bầy đàn. Khi đó, những quái thú con chính thức hiện hình.